Ê, trận đấu giữa Thanh Môn và Lâm Cương nha. Trận đấu đang tỷ số đang nghiêng về Thanh Môn là mấy mấy? Không đều hả? Cà thơm, thơm phức luôn. Mình đi luôn. Ừ, bên này đứng sao em? Đây vui không? Để chưa? Đứng, ai đứng đây vui đúng không? Đứng xin. Có lâu chảy rồi không? Đi 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 rồi. Đâu rồi không? Giao cầu với thằng mà giao cao chưa có chết. Rồi đây. Trời ơi. Đi thoải mái. Ăn chắc rồi. Thấy đâu? Đã tám không? Phải không biết mà. Đấy, nó quẹt à, nó quẹt được không? Thôi, nó là hơn. Nó hơn.
Ê. Ê. Thì tao mình tính ra. Kéo lên. Ở đây thua. Ê. Ai. Ê. Cố công. Đẹp. Ôi hắn nó cứ. Rồi. Rồi thôi dữ vậy. Rồi. Không biết. Rồi. Ai ai ai. 19 đều. Quá dữ. Ai 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 ai. Bằng cường thủ non đập thấy đào đào em xúc được không nhỉ? Ông chơi thôi rồi thấy vợ uống đi xin chúc mừng hôn bà anh đã thua.